Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Hữu Trung Vlog. Và sau đây là bản tin mới nhất được cập nhật vào ngày hôm nay. Xúc động cảnh người dân Huế vượt lũ đưa tang, để tang 5 ngày vì lũ, khi trời ngớt mưa, nước rút một phần, xóm làng quyết định đưa tang, tránh nguy cơ nước lên lại do bão số 8 sắp đến. Sáng nay, ngày 22 tháng 10, phóng viên báo Giao thông đã trực tiếp tham gia đưa tiễn một đám tang tại thôn Đông Xuyên, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, thân nhân người đã khuất cho biết, cha, ông họ mất vào ngày 18 tháng 10. Tuy nhiên, những ngày đó nước lũ lên quá lớn, mưa tầm tã, ngập hết các nghĩa trang, không thể đưa người mất đi an táng được. Đến chiều qua, trời ngớt mưa, gia đình bàn với họ hàng và lãnh đạo thôn, xã tổ chức đưa tang. Nhưng nghĩa trang mà gia đình đã chọn trước, nước vẫn ngập nước. Vì thế, ban lãnh đạo thôn quyết định chôn cất tại một nghĩa trang khác, cách khoảng 4 km. Ông Phạm Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng An cho biết, tuy lụt lớn nhưng ai cũng thương cảm hoàn cảnh ông mất giữa những ngày khó khăn. Nên trong 5 ngày, bà con gần xa lần lượt tới thăm viếng. Sáng nay, người dân đến tang đông gấp nhiều lần bình thường, nên gia đình không thuê các dịch vụ tang lễ mà tự tổ chức đưa tang vượt mấy km đường làng, ngâm mình trên con đường mênh mông nước, nhưng không một ai ngại khó khăn để đưa người đã khuất đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Cuộc đưa tiễn khiến ai cũng cảm nhận được tình người, tình làng nghĩa xóm trong lúc khó khăn, bão lũ, không thể nào đong đếm được.